Truyện tích thứ 78, chuỗi hạt mân côi với tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngày 11 tháng 10 năm 431, công đồng Epheso dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Celestino I đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đồng thời công đồng này cũng kết án Nestorius và tuyên bố Đức Chúa Giêsu có một ngôi là ngôi hai và Đức Bà Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sau khi công bố tín điều cao trọng này của Đức Mẹ thì toàn dân thành Epheso đã ăn mừng, ngợi khen và tổ chức rước kiệu rất long trọng để tung hô vạn tuế tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Kể từ đó, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa được toàn thể giáo hội chấp nhận và tôn sùng. Do đó mà chúng ta thấy trong Kinh Kính Mừng ở vế 2, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là lời xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Hàng ngày chúng ta lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, chúng ta phải đọc đi đọc lại bao nhiêu Kinh Kính Mừng là bấy nhiêu lời xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Nếu chúng ta lần một chuỗi hạt mân côi 50 thì chúng ta đọc 50 lần Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc đủ một tràng 4 chuỗi thì chúng ta phải đọc tới 200 lời chúc tụng Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Xem ra như thế, hàng ngày chúng ta lần hạt 50, 100, 150 hay 200 thì chúng ta liên tục tung hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 50, 100, 150, 200 lần là như vậy. Trong các tước phẩm tước hiệu cao quý nhất của Đức Mẹ thì không có tước phẩm nào cao quý cho bằng tước phẩm Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng cao sang, quyền phép vô cùng, tạo dựng nên vũ trụ này, mà Đức Mẹ còn là mẹ của Thiên Chúa. Thì thử hỏi còn chức tước nào cao sang hơn nữa? Nói đến Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì hết rồi, còn gì cao sang, quyền phép hơn nữa? Vậy, chuỗi hạt mân côi luôn luôn gắn liền với tước phẩm cao sang ấy, thì thử hỏi còn kinh nào cao trọng hơn và đẹp lòng Đức Mẹ hơn là Kinh Kính Mừng? Lời bàn: trong nhiều truyện tích trên đây, có người chỉ vì mỗi ngày đọc một Kinh Kính Mừng mà Đức Mẹ đã cứu cho khỏi mất linh hồn. Huống chi chúng ta vào hội mân côi hàng ngày kính Đức Mẹ bằng lần chuỗi mân côi thì còn gì hạnh phúc bằng. Do đó chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội nào mà không lần chuỗi mân côi. Đi xe, đi tàu, đi máy bay, ngồi không cũng vô ích. Cho nên lúc này là lúc cần lấy chuỗi mân côi ra đọc kinh. Xin Đức Mẹ gìn giữ chúng ta đi đường bằng an, đi đến nơi, về đến chốn. Amen.